Những năm tháng không thể nào quên. Truyện ký Cuộc chiến bên ngoài Tổ quốc. Tác giả Nguyễn Hồng Sĩ, cựu chiến binh Đại đội 17, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5. Tôi sinh ra đất nước đã chia cắt hai miền trong, ngoài vĩ tuyến. Trời Nam đất Bắc, tuổi thơ đã phải chui hầm, lớn dần theo cuộc chiến tang thương. Tương lai tuổi trẻ mịt mù nơi hòn tên mũi đạn. Ngày hòa bình chẳng được bao lâu, bạn bè anh em trở mặt. Biên giới Tây Nam súng nổ, quân thù tàn sát dân lành. Thế hệ chúng tôi tiếp tục lên đường ra trận. Được tin Phnom Penh giải phóng, tôi cùng đồng đội cứ nghĩ sớm được trở về Tổ quốc. Nhưng có ai ngờ, cuộc chiến đến mãi 10 năm sau, đoàn quân viễn chinh mới quay về đất mẹ. Tôi không đủ dũng khí đi trọn cuộc chiến này. Chỉ với 4 mùa xuân nơi chiến địa đã cho tôi cùng bao đồng đội nếm trải những hy sinh, gian khổ, những mất mát đau thương cùng trăm bề thiếu thốn. Ngày về hụt hẫng chơi vơi, ôm bao kỷ niệm buồn vui nơi xứ người, lặng lẽ bên đời vươn lên để sống. Nhưng trong tận cùng của trái tim, tôi luôn nhớ đến anh em một thời trận mạc. Đêm đêm bao giấc mơ hoang hoải hãi hùng, những trận đánh năm nào chập chờn trong mộng mị. Tiếng gọi mẹ cuối đời của bạn bè còn văng vẳng đâu đây, khiến tôi giật mình cầm bút. Cuộc chiến giờ đã lùi xa, những người may mắn trở về cũng vơi dần cùng năm tháng. Thế hệ chúng tôi rồi sẽ về với đất mênh mông một cõi vĩnh hằng. Viết xong truyện ký này, tôi như trả chút nợ ân tình của bao đồng đội hy sinh, cùng bạn bè sống đâu đó bên đời phần nhiều khốn khó. Cuộc chiến bên ngoài Tổ quốc, chuyện đã hơn 40 năm nên không tránh được nhiều phần thiếu sót. Rất mong người trong cuộc cảm thông. Tôi không là nhà văn, chỉ là người ghi lại chuyện của mình khi còn mang áo trận. Ngôn ngữ thô ráp vụng về, văn từ đôi khi không làm hài lòng người đọc, cũng đành chịu vậy. Lời cuối xin cảm ơn tất cả anh em đã từng mang áo lính không kể trước sau, ghi nhận tấm chân tình của bao độc giả chưa từng quen biết, cùng nhóm bạn học K79 trường phổ thông cấp 3 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã động viên cho tôi hoàn thành tập truyện ký này. Bạn cầm tập sách trên tay là đã đồng hành với người lính về những ngày tháng xa xứ đó. Năm ấy có hàng triệu trái tim mang khát vọng hòa bình. Thân ái. Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2024. Tác giả Nguyễn Hồng Sĩ. Tập 1. Nhập ngũ. Kỳ nghỉ hè chậm chậm trôi qua, ngày tựu trường của năm cuối cấp vừa đến. Cơn gió se se lạnh cuối thu vừa đủ cho đám nữ sinh khoe vội lên mình những chiếc áo len sặc sỡ sắc màu. Sân trường rộn rã cánh bướm vườn hoa trong giờ nghỉ giữa buổi học. Khối 12 lớp đàn anh của trường hay qua khối 10 vừa nhập học để truy tìm nhan sắc, khiến xui cho lớp A do thiếu phòng học nên bị đầy ra đảo. Thằng Hiệp lớp trưởng ngẫu nhiên trở thành đảo chúa. Gọi cho vui, thật ra lớp nó tiếp quản một phòng bổ túc văn hóa của cán bộ vừa từ rừng về, theo con chữ để tiếp tục giấc mơ của người chiến thắng. Phòng học trước cổng trường chừng 100 mét, đủ chạy hụt hơi. Mỗi khi nghe tiếng kẻng báo giờ chơi là tụi nó sẵn sàng góp mặt. Dân văn tách khỏi nàng thơ như cá vào bờ mắc cạn. Nghĩ cũng lạ, tuổi học trò mộng mơ thường bay ra ngoài cửa sổ, hiếm khi chung lớp yêu nhau. Dù rằng cạnh nó hàng tá nữ sinh, nhưng thôi, dành cho lớp khác. Chừng 10 hôm đã chấm răm bé mới vào lớp 10 khá đẹp. Một sáng thầy huynh thể dục sang đảo dáng vẻ khẩn trương, xuất hiện ngay trên bục giảng, cầm quyết định nhập ngũ, giọng đầy nghiêm nghị. 12A đợt này có một em tòng quân. Cả lớp hồi hộp, im lặng chờ coi đứa nào trúng số. Ổng nhìn quanh chơi trò ú tim, cứ nhìn thằng nào thì thằng đó mất máu. Bỗng cặp mắt ông dừng ngay vào nó.
bật dậy như chiếc lò xo. Nó bước lên nhận tờ quyết định như lẽ tất nhiên, mà chẳng cần đọc tên, tuổi như mọi thằng học trò khác. Với đoàn trường, nó vốn là cái gai trướng mắt, tóc dài, áo vừa lọt vào cổng đã cho ra ngoài quần. Vài lần cúp tiết giữa chừng, thêm tập tành thả hồn theo khói thuốc, vụ này do gái lớp nó bày chuyện, có phải nó đâu. Nhớ hôm sắp hè, nhóm Dương Trà, Minh Loan bỏ vào túi rách đựng sách vở của nó, nhúm thuốc rê, gói trong trang giấy học trò, thêm mấy câu của nhà thơ trứ danh nào đó. Nàng cho ta một dúng tương tư thảo, và dặn mỗi chiều xuống nhớ nhung, đốt khói tương tư bằng lửa ảo, hồn bay theo gió đẹp vô cùng. Nhiều lần được nhắc nhở cúp tiết trốn trường, nhưng tính đãng trí hay quên, nên tác phong vẫn y như cũ, không thể trở thành con người mới được. Nó quay xuống chỗ ngồi của mình, bằng mực cây bút bi tô đậm trên mặt bàn dòng chữ: bao giờ tôi trở lại, như một dấu chấm hết cho tuổi học trò đầy hoa mộng. Lớp ôn như chợ vỡ, tự ý nghỉ học. Hơn nữa thầy cô cũng không tâm trạng đâu mà giảng dạy. Bích Lan đạp xe ra nhà sách Núi Hùm mua quyển tập khá dày, nắn nót đôi dòng chữ, lưu bút truyền tay, lời chia tay thấm tình bè bạn. Chiến tranh như vệt dầu loang đến cổng trường và hiện hữu nơi lớp 12A của nó. Là đứa học trò quậy, có lúc thầy sầu cô khóc, bạn bè vui, để giấu cảm xúc trong lòng, nhìn đám bạn gái, nó tạo ngay con sóng. Đây là cơ hội cuối cùng cho bà nào lỡ có yêu tôi thì viết luôn vào lưu bút cho tôi biết, để mai mốt còn viết thư về nghen. Một tràng xí gớm nổ ra, kèm theo những đôi mắt nguýt lườm tự nhiên, nó thấy gái lớp A đáng yêu đến lạ. Vẫn chưa thôi trò đùa tai quái, nó tưng tửng: xí phần, gớm thèm, nhiều quá tôi hổng chịu nổi đâu, chừng 53 thì được. Bà Ánh lẹ miệng: cả 20 đứa luôn gánh không? Vài giọng cười giòn, nhưng không xua được nỗi buồn như ngày đại tang của lớp. Lê Thị Ánh trội gái nhất lớp A, nhà mặt phố tiệm giày, dép lớn nhất nhì thị xã, luôn là đối thủ xứng tầm khắc khẩu. Hiệp lớn giọng thông báo: sáng mai tập trung tại nhà Đoàn Hùng Cường, tiệc nhỏ, mong các bạn đủ mặt. À mà mày phải có đó nghen. Ừ, tao có chứ, hổng lẽ làm tiệc tiễn mày nếu tao vắng mặt. Nó vội đạp xe về tin cho nhà hay. Hơi bất ngờ, má thẳng thốt: đã vậy sáng mai lên xe đi Đồng Nai, vào nhà cậu ở thời gian rồi tính. Vâng, người mẹ không muốn con mình cầm súng, bất kể thời bình hay chiến. Có chăng chỉ là chuyện chẳng đặng đừng, đành gạt nước mắt cho con an tâm lên đường nhập ngũ. Nó lần nữa: để con vào trường huấn luyện thời gian coi sao, giờ trốn đi má khó sống với địa phương đây lắm. Như tin dữ, cả làng đều biết, đến để an ủi chút thôi. Nhưng đời nó ghét nhất là sự thương hại của người khác. Nó tránh mặt vào nhà sau dặn má: ai hỏi cứ trả lời con đi phố chơi rồi, cho khỏe. Đêm một mình lẻ loi bên ngọn đèn dầu, rưng rưng gục đầu trên từng tập vở đắng lòng. Hết thật rồi sao? 12 năm đèn sách, chữ trả thầy cô, giảng đường văn khoa, giờ chỉ là giấc mơ ngoài tầm tay với. Thu đã sắp tàn, chớm sang đông giá rét. Ngọn gió vô tình lùa qua khung cửa, cuốn theo chiếc lá cuối cùng lờ lững rơi vào trang vở. Khói thuốc lãng đãng vần quanh, vội tan cùng tiếng thở dài số phận. Tình vừa chớm đã vụt bay như cánh chim trời, mang đi niềm nhớ. Từng giọt mưa rơi như từng giọt buồn gõ nhẹ vào tim, ngất ngây thêm tuổi đời khốn nạn. Khuya lắm rồi, Quyên đến nhẹ câu hờn trách: giận gì sao sĩ không qua nhà Quyên? Không đâu, những lúc buồn thích ngồi một mình, vậy thôi. Quyên nhỏ nhẹ: sĩ coi Quyên là ai mà buồn ôm trọn trong lòng không nói.
Quyền là cô gái cùng làng sau năm 75 gặp lại. Nhà vẫn còn ngoài phố, nhưng hè về quê phụ giúp gia đình, vừa tham gia đoàn tại địa phương. Khi nhập học nộp cho trường giấy sinh hoạt hè để đoàn trường không gây khó. Chung cảnh tản cư về nên đôi trẻ thân nhau, rồi tình yêu đến như số phận đã an bài đâu từ kiếp trước. Quyền cố thuyết phục: "Sĩ nghe lời má đi, Quyên ra nghỉ phổ thông, đi trung cấp vài năm rồi vào Nam tìm gặp." Nó ứa nước mắt, lạc giọng như âm thanh vọng về từ nơi xa lắm. "Không, Quyên phải bước vào đại học như mơ ước của mình. Còn phần sĩ, mọi chuyện tùy theo duyên số." Dù thân nhau khá lâu, nhưng lời yêu mới chớm đầu hạ cách chừng 3 tháng. Má Quyên, một người khá hiểu chuyện, chỉ mong Loan phụng hòa mình khi xong nợ sách đèn, tự lo đời cơm áo. Trong thu lạnh lẽo ơ hờ, ngoài kia sao xác tiếng gà rục sáng. Trong căn phòng nhỏ, đôi mưa trẻ tìm nhau khát khao, cháy bỏng, cố nén giữ mình. Giọt nước mắt nào vừa lặng lẽ rơi, lăn dài trên đôi má. Bờ vai nào tựa vào nhau, mong sao đêm như dài vô tận. Chút hơi ấm đan tay, chờ mùa đông bão tố đi qua mới biết đâu bến bờ hạnh phúc. Sáng sớm mưa thu còn răng mắc trên từng cành cây ngọn cỏ, Quyên đã về sau một đêm ấp đầy nước mắt. Tình yêu đầu đời của hai trẻ sắp chia xa. Nó cọc cạch chiếc xe đạp cà tàng, chậm rãi lăn bánh trên con đường làng quen thuộc. Nắng vừa lên trải dài trên dòng Vệ Giang, sóng sánh vàng óng màu mật. Ngọn gió heo may xào xạc thổi truyền sông, lá thu nhẹ rơi bên bờ cỏ. Sao hôm nay bỗng xao xuyến, buổi sáng mùa thu trên con đường này đến lạ. Lẽ nào tình yêu quê hương bắt đầu từ dòng sông, bờ tre, bến nước? Lẽ nào ngọn cỏ dưới chân, gió vờn trên tóc vương vấn hồn ta những điều tưởng chừng giản đơn đến vậy? Lan Man suy nghĩ vẩn vơ, rồi cũng đến trường. Nó sang lớp khác tìm mấy thằng chung cảnh, thêm lời chúc của đám bạn gái cùng khối: "Sĩ đi mạnh khỏe." Dù rằng lúc trước mấy nàng cũng chẳng ưa gì nó. Khối 12 đợt này cả 3 ban A, C, D đều đủ. C, Nguyễn Ngọc Thành, Lê Văn Trương, Trần Đức Thiều, Lê Tiến Dũng. D, Công, Sinh, Phương, Ninh. Góp mặt ra trường sớm đúng tên 9 vị. Những khuôn mặt học trò sắp vào lính buồn hưu, đám bạn gái thân thiện hơn không còn đỏng đảnh, bởi chỉ vài ngày sau biết bao giờ gặp lại. Võ Viên Mãn, C1, thằng bạn hiền khô tặng cuốn kinh kèm theo lời khuyên nhuộm màu Phật pháp: "Tâm mình nặng một chữ tình, sắc tức thị không, không tức thị sắc, bỏ buông cho đời thanh thản." Nó nghiêm cẩn chắp tay cúi người: "Mô Phật, đệ tử vượt thoát thất tình, rời xa lục dục đã lâu, nay cầm súng sao tránh khỏi nghiệp sát sanh, kính mong sư phụ cho lời chỉ dạy." Mãn thêm câu hán nôm như một nhà sư đang thuyết pháp: "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật." Cả bọn cười vang cùng đại sư thích nhất gái. Hiệp chú đảo vừa gặp mặt đã nhắc: "Sĩ đi ra nhà Cường liên hoan chứ?" Nó đổi ý: "Thôi, về nhà tao, má đúc bánh xèo ăn cũng được." Cả lớp đồng lòng chừng 10 chiếc xe cọc cạch về quê. Một ngày chia tay lớp 12A tại nhà, sẵn cây guitar trên vách, nó khua luôn những ca khúc một thời cấm tiệt. Lệ Chi cất giọng trầm buồn: "Chuyến tàu hoàng hôn." Bích Lan trong veo khúc "Tôi tiến anh lên đường", như một lời chia tay buồn hơn ngày tận thế. Vài ngày rong ruổi trên quê hương quá nhiều kỷ niệm để làm hành trang cho bước đăng trình. Nguyên nhóm trục thẳng lang thang ra tận Bình Sơn, gò lưng đạp xe đến luôn dốc sỏi. Cứ đi khùng điên, bụng đói rã mới quay về ăn bún mắm bà già kế rạp Mỹ Vân vào xem phim tối luôn cho tiện. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 1978, chúng tôi có mặt tại trường cùng khối 11
chừng 5-7 đứa. Hai chiếc Lambro 550 lăn bánh bỏ lại sân trường, nhiều cánh tay vẫy chào tiễn biệt. Hội quân ngay trại Hoa Lư, đường Lê Trung Đình, lúc này đổi thành thị đội Quảng Ngãi. Cổng chắn, thân nhân chỉ đứng ngoài nhìn chúng tôi qua hàng rào lưới B-40 cao tầm 3 mét. Những cô bạn chung khối nháo nhào gọi tên người yêu, nước mắt vỡ òa trên khuôn mặt học trò ngây thơ, chưa hề phấn son trang điểm, chưa hề gian dối điều ngoa. Thằng em đã về lúc lên xe tại trường. Nó đứng một góc bên rào lưới, chợt thấy mình lẻ loi, cô độc. Quyên tất tả dắt xe trên tay, cầm cuốn lưu bút chen vào đám đông bu quanh cổng thị đội. Nó bước ra xin lấy cuốn tập trên tay Quyên. Cả hai đi đến cuối rào, trong ngoài tấm lưới B-40 chia cắt. Nhìn Quyên ốm, giọng hơi khàn, rất nhỏ, rưng rưng muốn khóc, vẫn là cách gọi tên cũ. Sĩ đi mạnh giỏi, nhớ viết thư về Quyên đợi. Nó ngậm ngùi thương cảm, vốn muốn giấu lòng mình, nó cười tỉnh rụi. Quyên gắng giữ gìn sức khỏe, ốm đi nhiều rồi đó, sĩ thư về cho đọc đến ngán luôn. Ngón trỏ chìa ra pha trò, cái ngoéo tay luồn qua có hàng lưới ngăn đạn chống tăng chứng giám. Tiếng còi tập hợp vang lên, nó vừa chạy điểm danh có mặt. Quyên đứng bên đường chờ đợi, lù lù xuất hiện ngoài cổng mấy chiếc xe ca. Tiếng khóc rộ lên, người thân, bạn bè, đôi lứa yêu nhau gào tên trong nước mắt. Nó chợt nhớ câu thơ từng đọc đâu đó: người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy. Không, ngàn vạn lần không, nó không đủ kiêu hãnh ra đi mà không tìm nhau qua ánh mắt đợi chờ. Không chí lớn, sao ngạo nghễ làm kẻ vô tình, dù cuộc đời lắm người bạc nghĩa. Xe chạy ngang trường, vài thằng hét lên dừng lại. Trần Thế Phương, D2, buông câu thêm nản lòng chiến sĩ, vẫy tay chào vĩnh biệt mái học đường, nơi chiến địa chôn vùi bao mơ mộng. Đêm chúng tôi đến Phú Tài khoảng 9 giờ, ngáo ngơ vào trại lính, không chiếu chăn, bụng đói meo, ngủ vùi. Phép treo trên kẽm gai bung. Đám học trò trường phổ thông cấp 3 Tư Nghĩa Quảng Ngãi gom chung về trung đội 1, đại đội 4, tiểu đoàn 2, đoàn 860 huấn luyện. Đại đội trưởng Anh Kiếm, người Bình Định, chính trị viên, lão hóa gốc Bắc. Ở trung đội, chuẩn úy Thấu, dân Hoài Nhơn trưởng, trung sĩ Tuấn, lính 76, dân Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi, phó. Tiểu đoàn luyện quân sát thị trấn Phú Tài, bên quốc lộ 1A, sau lưng là núi. Đây là trung tâm cải huấn của chính quyền cũ nên được rào canh rất cẩn thận. Vừa biết nơi ăn chốn ở, chưa kịp cấp quân trang, nhưng việc đầu tiên của lính mới là tập đội hình và đi dọn bãi vào giờ nghỉ. Chuyện dọn bãi xoẹt xoẹt, tồng đờ mấy phát là xong, thằng tầm 3 phút khỏi cạo. Vốn là dân học văn, tóc dài mới giống nghệ sĩ, giờ ủi húi cua trở lại thời lên 6. Nó xoa đầu, tự cười ngượng ngạo: thôi kệ, đang là thằng học trò ngoài đời, tự do chạy nhảy, giờ bị nhốt trong 4 bức rào kẽm gai, tự nhiên nó thèm cuộc sống bên ngoài đến lạ. Trưa ngày thứ 3, trên đường hàng 1 xuống nhà ăn, nó lếu láo cùng mấy thằng bên cạnh: cơm xong tao đi phép, tụi bây chuẩn bị thư tao đem về cho. À, có thằng nào nhớ bồ, gửi tao hôn dùm luôn. Cả bọn nhốn nháo: ai cấp? Nó tỉnh bơ phán câu chắc nịch: tao. Và khuyến mãi thêm chàng cười giòn tan như cốm. Hình như có mật báo nịnh kiếm công. À mà quên, dạng này chỗ nào cũng có. Trưa đó tay Tuấn gọi nó lên bàn trung đội, viết 12 điều kỷ luật dán lên tường cho lính mới học. Lão Tuấn đưa cây hồng hà, nó hoành vài chữ trả lại lý do loại này không quen hay cắn giấy. Lôi cây bích nguyên tử, trước mặt là trang giấy manh, nó liếc xem chừng động tĩnh của tay bê phó. Lão vừa chập mắt đã ngủ khò, thăm dò vài chiêu thấy ngon ăn, nó phóng mấy dòng chữ to như trứng ngỗng,
sĩ về 3 ngày vô, đừng tìm mất công. Thần đã là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp dép, trốn, không giấu tên, chuồn, không đổi họ. Nó hoành chữ ký đẹp lượn lờ, tựa như rồng bay phượng múa, ký tên Nguyễn Hồng Sĩ. Tự nhiên nó thấy tiếc, tiếc cho cái hà tiện của mình, đã mang họ Đào thì 3 cũng như 5, cớ gì ra ngoài không chơi cho đã. Nhưng là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, và lại thân kẻ sĩ, nên bút xa gà ngỏm. Nhanh trí nó phóng tiếp câu cho vẹn cả đôi đường, tái bút, ngày đi về không tính. Như một tên nhập nha chuyên nghiệp, vơ chiếc bình chặn trên bức đào thư, nó đưa mắt qua 2 hàng quân của trung đội, nhét vội những lá thư vào lưng, bình thản qua nhà đại đội, xuống dãy vệ sinh của tiểu đoàn, như đi chút bầu tâm sự. Qua 2 buổi trưa làm trinh sát điều nghiên thực địa, nó phát hiện sau dãy vệ sinh có 3 lớp lưới B-40 cao tầm 5 mét, trên cùng kéo thép gai bung, nhưng chỉ một chỗ có thể treo rào trốn được. Chuẩn bị vượt chướng ngại vật, thằng Dũng 12C3 lù lù xuất hiện. Thằng này dân Yên Mô, Đức Lợi cùng huyện, trước năm 75 cũng có chút số má ở trường Thu Xà, sau là cấp 3 Tư Nghĩa. Nó bất ngờ: "Mày đi đâu đó?" Dũng nhỏ giọng: "Tao đào nữa." "Ha ha, đồng chí tốt của tôi đây rồi." Thêm bạn đồng hành, nó càng phấn khích: "Ừ, lên đi, chỗ đó đó." Chỉ tay lên hướng cuộn kẽm gai bung bị trúng một khe nhỏ, chắc lớp lính đàn anh tạo phước để lại. Dũng hơi chần chừ, nó khích nhại câu hát vừa tập tối qua: "Không kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi." Trại ra thành, không lưới rào nào ngăn nổi bước ta đi. "Nếu quyết tâm, ta sẽ được đến nhà." "Trèo lên đi, lẹ lẹ lên." Dũng lặn đôi dép sau lưng, bám 10 ngón chân vào lưới, trèo lên tầm 2 mét. Bỗng nghe tiếng động sau lưng, nó quay lại. Trời ạ, 4 ông cùng trung đội dân Nghĩa Lâm vừa chạy đến. Nó gằn giọng: "Tụi bay đi đâu đấy?" "Cho bọn em đào ngũ nữa." Nó than thầm: "Trời, không lẽ đây là hiệu ứng domino sao trời?" "Ừ, tao cho, nhưng 3 ngày vô nghe chưa? Trèo đi, từng thằng một, tàu cuối." Khẩu lệnh được đưa ra rõ ràng dứt khoát, một tiếng dạ rõ đều của 4 ông, nó trở thành thằng chỉ huy trốn trại. Mọi việc tưởng suôn sẻ êm xuôi, nó đang lơ lửng trên lưới kẽm gai bung của hàng rào cuối, thì tụi vệ binh trên chuồng cu của tiểu đoàn phát hiện. Từng hồi kẻng báo động vang lên, keng keng keng, liên hồi dồn dập. Nó quính lên hét xuống: "Chạy mau, bám nhau, đừng để lạc." Đám bùng nhùng kẽm gai làm khuỷu tay nó toát máu. 5 thằng dưới vẫn chần chừ, không muốn bỏ rơi thằng đầu sỏ tại trận địa. Nó nghiến răng tuột theo lưới tầm 5 mét tiếp đất, bắt đầu cuộc đua marathon vào núi. Chạy muốn hụt hơi, khi không còn nghe tiếng kẻng, cả bọn tạm thời dừng nghỉ. Dũng C3 xé áo lót, buộc tạm khuỷu tay, vuốt sợi râu mọc trên nốt ruồi, ngay cằm tếu táo: "Chưa ra chiến trường đã đổ máu rồi, mai mốt trình diện đơn vị cấp sổ thương binh, trả về trường cho mày đi học tiếp." Nó đổ quậy: "Đầu thì mẹ đây, còn dẫn." Trèo lên mỏm đá định hướng đi, tránh cảnh đâm đầu ra, bị vệ binh tiểu đoàn tóm lại. Men theo chuyển núi, rẽ phải cả giờ, may sao gặp người phụ nữ chừng 50 đang thồ xe củi. Má rất mau miệng: "Tụi con đào ngũ phải không? Đi theo thím dẫn đường cho, lỡ ngớ bị bắt lại đó." Cả bọn mừng rơn, 4 thằng quê Nghĩa Lâm thay nhau phụ trách xe củi. Quân dân một lòng như cá gặp nước. Đường về nằm trong tầm tay, nhưng quốc bộ xa thêm vài cây số. Ra đến quốc lộ 1A, mẹ Việt Nam đón xe dùm còn dặn: "Không vào bến, dễ bị vệ binh bắt lại." Tụi nó cảm ơn ân nhân, cùng lời hẹn có dịp ghé thăm nhà. Dũng đúng thằng bà lém: "Sau nghĩa vụ tụi cháu về Phú Tài ở rẻ." Chúng tôi xuống Quy Nhơn, thành phố vừa lên đèn. Công viên Quang Trung lúc này toàn thương binh cùng gái điếm.
tính dạo chút chơi, nhưng thấy bất an, ngoắt xe lên luôn, không buồn bách phố. Về Quảng Ngãi cũng đã 10 giờ đêm, cả bọn chia tay. Nó thấy từ xa, Giáng Quyên đang ngồi gom từng chiếc lá rụng bên hiên nhà, cô đơn lầm lũi, khuôn mặt trắng xanh dưới bóng điện mờ. Nó bước đến gần hơn gọi khẽ, Quyên. Quá đỗi bất ngờ, Quyên sửng sốt bật dậy, tròn xoe đôi mắt không nói nên lời. Nó cười, nhớ mọi người, sĩ chuồn về chơi mấy ngày rồi vô trình diện đơn vị. Quyên lo lắng, sĩ liều quá, vào rồi có bị nhốt không? Mặc kệ đi, mọi việc tính sau, giờ Quyên về quê cùng sĩ chứ. Dắt xe ra khỏi nhà, mưa bay nhẹ, hai đứa chung chiếc áo măng tô. Quyên áp mặt sau lưng, choàng tay, ôm ngang hông, siết chặt như cố giữ riêng mình. Tình yêu đôi khi cũng lạ, vượt rào trốn trại, đi về cả 300 cây số, hình phạt đang chờ sẽ vô nghĩa với kẻ đáng yêu. Má bất ngờ khi nó về, nhưng rất vui khi có Quyên bên cạnh. Cứ tưởng đã thuyết phục con trai mình bằng lòng vào Đồng Nai tránh nạn, hỏi ra mới biết đã trốn về chơi vài ngày sẽ quay trở lại đơn vị. Tuổi 20 cháy bỏng khát khao, má ấp môi kề, trong căn phòng chỉ còn hai trẻ. Nhưng nó sợ cho Quyên, lỡ bể gì, làm sao giữ trọn nếp nhà, đã có thời mang tên danh giá. Cả hai cố dừng đúng lúc. Quyên thì thầm bên tai, Quyên nghỉ mấy ngày cùng sĩ nghe. Mai xin má Quyên rồi tính. 3 ngày bên nhau là những phút thần tiên. Rong ruổi khắp nơi trên chiếc diêm, xăng luôn đầy bình, chìa khóa trong tay, đi đâu tùy thích. Một chuyện hiếm có sau năm 75 nhà nó, cấm nghè tộ, chùa ông rau, bãi dương đức lợi đều có dấu chân. Ngày vui cũng chẳng tay gang, đào về chơi cũng phải tròn chữ xỉ. Chia tay Quyên cùng Dũng xe ba, hai thằng hẹn nhau chung xe, đến Phú Tài, lang thang mãi ngoài thị trấn. Chờ trời tối mới vào, cả hai sẵn sàng có chơi có chịu. Nhưng nhờ uy tín ngày đi về đúng hẹn, tài hóa chính trị viên thuyết pháp một hồi. Thôi, mới lần đầu đại đội chỉ cảnh cáo, các đồng chí về trung đội, sáng mai lên nhận quân tư trang, ráng phấn đấu đạt thành tích cao trong mùa huấn luyện. Hai thằng khoái chí, dạ vâng, xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy kỷ luật. Về lại trung đội mình, té ra 4 ông Nghĩa Lâm đã vào 2 ngày trước đó. Nó, Dũng C3 lên tiểu đoàn nhận quân trang muộn, quần áo nhà binh được bộ kaki, còn bộ bùng nhùng đáy thòng gần tới gối, mặc vào nhìn giống xanh hề sắc lô. Đành nhờ lão Tuấn trung đội phó chủ nhật ra ngoài sửa, giá tiền sắc như dao thợ cạo. Chúng tôi tập gò mình trong khuôn hoàn toàn lạ lẫm, ba lô giày dép thẳng tắp hai hàng, mùng mền gọn gàng, xếp góc phải vuông, trên đường thẳng căng như kéo chỉ. Thằng nào chậm chạp rê ra, coi chừng chủ nhật đi quậy nước tiểu, gánh phân tưới rau nguyên ngày đó. Nó thuộc nhóm dân cày đường nhựa, nên sợ nhất cảnh này, lỡ dính chắc chắn đổi họ Đào mang tên ngũ. Phá đám. Tuổi học trò vào lính, thằng nào không mang theo một bóng hồng để mơ để mộng. Yêu thì nhớ nhung, còn tình đơn phương thì tôn thờ tận đáy con tim. Chỉ có người mình yêu là đẹp nhất, nó cũng không ngoại lệ. Thằng Thi cùng trung đội, cao ráo, trắng trẻo, khá bảnh trai. Tối ngày luôn miệng ngợi ca cô bé mới vào lớp 10, xinh nhất. Bé cũng siêng hồi âm, mỗi tối nhận thư, ông nhảy tưng, miệng toáng lên nhiều lần thấy ghét. Nhóm của nhỏ này dân thị trấn sông Vệ, chung đường đi về nên thường gặp, thỉnh thoảng kè xe ghẹo vui. Nhàn sắc khá xinh, xếp top 3 của nữ khối 10, nhưng làm sao xứng danh hoa khôi trường Tư Nghĩa, làm sao qua mặt được Quyên của nó. Một lá thư tọa độ bí mật bay về bằng bút lực của thằng học trò mê văn Quỳnh Giao, sách Duyên Anh và thơ Quang Dũng. Một lá thư khơi khơi quang giữa học đường, ném vào trái tim mới chớm yêu của cô bé vừa tròn đôi 8. Nổi hứng văn chương, trổ tài chữ nghĩa, chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình, chơi chơi cho đời biết tiếng. Một tối như mọi ngày sau 9 giờ đêm sinh hoạt xong, anh Thấu gọi người có thư
lên bàn trung đội nhận. Ông này đọc luôn tên cả người gửi, nhận, thì được sướng tên quính lên hét to, cười ha hả. Đúng tên người trong mộng, ông khoe liền. Lật sau lá thư chuẩn bị khui ra, đập ngay vào mắt ông một dòng chữ: nhờ anh Thi chuyển thư này cho anh Sĩ, Nguyễn Hồng Sĩ đó, cảm ơn. Cả trung đội cười ré lên, thì trao lá thư, ngồi đốt thuốc lá đến khuya, thẫn thờ nhìn làn khói choáng bay, đôi mắt lấp lánh nỗi buồn, cơ hồ như muốn khóc. Vài thằng yêu cầu xé thư đọc ngay, nhưng nó không. Cô bé biết chuyện này thì khốn, một mình liếc nhanh lá thư, cười thầm ngay dòng đầu: anh Sĩ thân mến. Nó đọc lá thư cũng chỉ do tính tò mò, thêm lòng hiếu thắng tuổi trẻ trai. Thư viết nguyên 4 trang vở học trò, đến dòng cuối cô bé kết: em hàng ngày lên hộp thư nhà trường chờ thư anh nhé. Nó than thầm: chết mẹ mày rồi Sĩ ơi, khi không gieo chi mầm họa. Sau cô bé gửi 2 lá thư đích danh nó nhận, nhưng im luôn. Nghe đầu tháng sau bỏ học, đến khi ra quân gặp một lần tại tiệc cưới, nó giả lơ. Trong cơn say, cô bé bước đến, nó nhỏ bên tai: anh ác lắm. Hồn vía lên mây, nó trốn biệt. Những ngày huấn luyện, Thi trở nên ít nói hơn hay ngồi một mình. Nó hối hận, nhưng chuyện lỡ rồi, đành vậy. Thi ơi, nếu mày còn sống trở về sau cuộc chiến, vô tình đọc những dòng này, cho tao xin lỗi bởi sự bốc đồng khiến trái tim mày nhói đau một thời. Thi nhé. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.